Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục buổi chiều buồn nha, nhận được con Realme 3 thay màn hình nha. Làm clip này để cho những anh em vặt tại nhà biết cách thay màn hình nếu mà mua trên mạng á, hoặc là mua những cái màn hình máy mình bị hư á, anh em đi ra tiệm mà đỡ phải tốn công cho thợ nha, thì anh em tự thay luôn thì nó đỡ một cái khoảng tầm trăm mấy 200 ngàn tiền công người ta thay á, người ta lấy tiền công, anh em thông cảm ha. Thì đó, thì anh em tự về xử luôn. Đây là clip thay con Realme 3. Rồi, mời anh em theo dõi nha. Đầu tiên là mình sẽ tiến hành tháo cái vỏ ra nha anh em. Tháo vỏ và sẽ tháo màn hình nha. Dành cho những bạn chưa biết nha, còn những anh em mà thợ thầy thì bỏ qua giùm mình nha. Khỏi nói mình là muốn rìu qua mấy thợ nha. Này mình thay để cho những anh em hay yêu đam mê kỹ thuật á, thì ở nhà mình tự xứ cho nó dễ ha, khỏi phải đem ra tiệm đâu, phải không? Cẩn thận cái vân tay nó đứt nha mấy anh em, cẩn thận nha. Đó, vân tay này, vân tay nó sẽ dài tới bên đây. Và anh em tháo con ốc này ra nha. Anh em yêu khoa học á thì nhìn clip này thì sẽ thay được, bảo đảm luôn. Còn những anh em thợ thầy thì bỏ qua giùm mình thôi, mình cũng đâu có dám múa rìu qua mấy thợ, nói thẳng luôn. Biết cái gì thì chia sẻ cái nói cho anh em thôi. Tháo dây pin. Gỡ cái miếng này lên ha. Rồi, màn hình đây. Rồi, tiến hành khò nóng nha. Làm nóng cho đều nha anh em. Cái màn này thì cũng dễ tháo ra thôi, không có gì khó. Mình thì mình có nước tắt thì mình làm nó dễ hơn. Ra rồi nha anh em. Thay cái màn này thì tốc hành thôi. Làm sạch keo. Màn mới đây. Anh em nhớ test kỹ màn trước khi lột cái guarantee ra nha. Thì nếu không là bên bán người ta không bảo hành nha anh em. Nên tại sao mà anh em thay màn hình thường thường là người ta không bảo hành màn hình cho anh em, là lý do đó nha. Gắn pin vô anh em test trước nha. Mấy có mật khẩu anh em.
Đó, màn rất sáng đẹp nha. Màn này thuộc dạng màn riêng linh kiện loại 1. Đó. Rất là ok. Rồi, giờ tiến hành gắn vào nha. Gắn keo này là cũng là cả một nghệ thuật nha anh em. Không để nhem nhuốc nha. Nếu không để ý là cái keo nó rất là nhem nhuốc, nhìn rất khó chịu. Sau khi anh em test ok màn rồi thì anh em có quyền cắt. Cắt cái bước này là xong rồi nha, không còn bảo hành bảo tối màn hình nữa. Nên là thay xong là không ai bảo hành nữa nha. Nên là khách tới tìm mình cũng bao test thôi. Mình cũng không dám bảo hành ngày nào đâu nha. Anh em thông cảm vấn đề bảo hành màn hình. Là cái màn loa nha anh em. Gắn lại là y như cũ nha anh em. Rồi, clip thay màn hình Realme 3. Tới đây xin tạm dừng nha. Thằng ấy chào cả nhà. Nhớ bấm đăng ký kênh mình nha anh em. Để ủng hộ những clip mới ra của mình cũng như tham gia theo dõi kênh của mình nha. Có những clip bán máy cũng như thay màn hình, ép kính, các loại màn hình, các loại điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ dùng dao su mình quán lại và kết thúc clip nha. Chào cả nhà.